Em gặp đó là quê mùa lắm chị. Anh tên Phi, mọi người đen nữa, giỏi cô gái lắm mà chị. À, cái ngày đó bị em lừa. Em tên là Lê Thị Ái Linh, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em là kế toán. Còn em? Em tên là Lâm Hồng Phi, năm nay em 32 tuổi, em làm bên lĩnh vực xây dựng. Phi Linh là gặp nhau ở đâu? Dạ, tụi em gặp nhau cách đây cũng gần 10 năm. Hồi đó lần đầu tiên em gặp ảnh là ảnh là bạn của cậu em, rồi của anh em nữa. Tại vì mọi người chơi chung một cái hội kêu là hội ăn chơi á, chuyên đánh bài nè, đi nhậu nè, còn cô gái nữa. Rồi sao? Vậy là ảnh đi theo, xong rồi tới nhà chơi, xong rồi gặp luôn em. Trời ơi, lúc đó chắc vợ em đẹp lắm ha, bây giờ đẹp quá trời luôn. Không rồi chị, lúc em gặp là quê mùa lắm chị. Đó nghĩa là lúc mà qua gặp là em đã sắp xếp trước rồi đó. Chứ còn khi mà gặp ở dưới quê mà bạn em dẫn về á, cảm thấy cô này mặc đó là đồ quê mùa lắm. Nhưng mà lúc đó em trong trạng thái mà gọi là nửa say nửa tỉnh á. Em nhìn nhưng mà em cũng vẫn nhận biết được là cái cô này áo lụa Hà Đông của anh rồi đây nè. Cho anh nhìn qua một cái màn khói rượu thì thấy là tuy quê mùa nhưng mà xinh đúng không? Rồi sao ảnh là người chủ động của em trước à? Dạ, lúc đó là cái hồi đó là ảnh gặp em nhưng mà em không có biết. Sau này ảnh theo mấy anh qua nhà em chơi thì hả, mấy anh mới sắp xếp làm sao đó thì mới đòi em giới thiệu mấy cô bạn của em làm mai cho mấy ông cậu mấy ông anh trong nhà đó. Thì hả, mọi người mới bắt là em làm bà mai mà phải dẫn qua nhà mấy cô bạn đó chơi. Thì mấy anh sắp xếp hết là xe nào cũng chưa một cái chỗ trống để chở bạn gái. Thành ra không có xe nào để chở em đi hết trơn á. Cái xong mấy người ảnh tên Phi, mọi người đen nữa, mọi người hay kêu là Phi đen. Ê vậy thôi kêu Phi đen qua chở con bé này đi. Vậy là mới điện ảnh qua. Ảnh qua thì hả, nhìn lui nhìn tới thì thôi chất đại em lên xe ảnh để có chỗ chở đi thôi à. Lúc đó là lần đầu tiên em mới thấy ảnh á. Vậy hả? Rồi ấn tượng sao? Trời ơi, không có giống trong tưởng tượng em đâu chị. Em tưởng tượng người yêu của em là phải hả hào hoa phong nhã, nhưng mà hả lần đầu tiên em gặp ảnh hả thì tóc tai lù xù đen thui à. Râu ảnh hồi xưa ảnh để râu nữa cơ, râu quay nón, nhìn bụi bặm lắm, không có giống cái gu của em chút nào hết nên em không có chút ấn tượng nữa chơi. Vậy á. Dạ. Cái cảm giác của em là sao? Dạ không, cái cảm giác của em là em gặp là em yêu cô đấy. Yêu rồi liền luôn á. Bao lâu thì em mới yêu bạn này? Dạ tại thời gian đầu á gia đình em cũng cấm lắm, tại cũng không trúng cái gu của mình nữa. Nên em cũng không thích. Anh hồi xưa á hả giỏi cô gái lắm mà chị. Em đi làm thêm là hả chờ em sẵn ngoài chỗ làm thêm rồi, em đi dạy thêm là hả ngoài cửa trước cửa nhà học trò của em chui đầu ra cái là thấy ảnh lù lù ngay đó rồi. Có nghĩa là lúc đó là còn cái năm cuối của đi học anh thì cũng rảnh đã vậy rồi, còn cái tính em là ham ăn nữa, toàn là hả mang đồ ăn tới cho em là em ăn à, mà em ăn là em đi chơi theo vậy đó. Cho ăn bao lâu thì mới dính một cái này? Dạ chắc khoảng gần 5 tháng anh. Dạ, 5 tháng rồi. Là cái ngày đó bị em lừa, cái ngày đó trúng là ngày 1/4 tại ngày là nói dối ra, em nghĩ là em lừa được, là lỡ mà cứ biết cũng không giận. Tại khi đó em nói là bây giờ cái yêu em không thì em về quê em không ở đây nữa. Còn yêu thì em có động lực em ở lại. Thì em nói vậy thì cổ là đồng ý ngay. Nói chung là mình cũng đã biết chắc là cá cắn câu rồi. Mà có nói yêu? Dạ không. Mà hành động anh. Hành động gì? Anh nói bây giờ yêu hay không là phải nói bằng lời, chứ không có gục lắc gì hết trơn á. Mà nói thì em ngại lắm, tại ảnh là mối tình đầu của em mà, nào giờ em chưa có yêu ai hết trơn á. Cái xong em mới thấy ảnh lơ đi thì em hôn lên má ảnh cái. Và sau đó thì là chính thức yêu nhau luôn từ lúc đó. Bao lâu? Gì nữa? Bao lâu? Dạ tụi em yêu nhau khoảng chừng 5 năm thì mới cưới. Tháng 11 này là tụi em cưới nhau được 4 năm. Coi như là em yêu và lấy người đó luôn đó. Dạ. Em cũng mới tình đầu á chị. Không dám đâu chị. Mới tình đầu 2 chữ số. Từ 1 tới 10 là người khác, em là số 11. Đó thì em tình đầu. Tình đầu 2 chữ số. Rồi lấy nhau về thì phát hiện anh chồng mình có tính xấu gì không? Anh nóng tính lắm. Bình thường hồi xưa yêu em á họ có nóng tính cỡ nào á họ mà hai đứa giận nhau cũng im re à. Vậy mà họ cưới nhau về mỗi lần giận nhau là hả anh tưởng tượng giống như trong chuyện Son Goku á, mà lúc mà Son Goku mà hả biến hình thành siêu nhân á, tóc tai dựng đứng lên, cái miệng thì mỏng mà cong lại, xong hả chửi, có khi còn xưng mày tao luôn. Trời ơi em giận kinh khủng. Xưng mày tao là lúc đó xưng sao ta ngộ á. Kiểu như là hả chỉ tao vô mặt em. Một lần thôi chị, một lần duy nhất thôi, nhưng mà lúc đó đang trong trạng thái xỉn á. Nó chửi sao đó. Giờ muốn sao thấy cưng quá là lì mặt ra phải không, giờ hả tao hả tao không có giỡn mày đâu nha. Dạ. Mà nói lớn không? Dạ lớn lắm, đã vậy hả còn dữ lên nữa hả, nhìn kinh lắm. Mà giờ còn không dạ tại giờ hả mấy bữa giờ chưa có chuyện gì cãi nhau, còn cãi nhau nữa em cũng không biết có không nữa, nhưng mà em nghĩ chắc có á. Nhưng mà hồi đó giờ là chỉ duy nhất một lần thôi. Dạ đúng rồi, một lần. 4 năm mà chỉ có một lần vậy không đó. Một lần đó là một lần ảnh xưng mày tao thôi, còn giận nhau thì giận nhau còn nhiều lắm. Ảnh nói em là cái tật hay ghen, nhưng mà em ghen đúng. Chị nghĩ sao tự nhiên có điện thoại tới cái em bóc lên biết rồi xong cúp máy, mà trong rõ ràng á
em á, em nghe tiếng phụ nữ đàng hoàng. Em hỏi ủa anh giờ đi đá banh mà sao có phụ nữ gọi điện cho anh chi vậy? Cái anh nói không, đàn ông mà đâu có phải phụ nữ đâu. Mà trong khi điện thoại loa là em nghe rõ ràng phụ nữ. Vậy hả mà anh cãi xong rồi hả còn nạt em, quay lại nạt em nữa. Ghen lung tung, giờ này đá banh phụ nữ nào gọi? Cái xong hả hai đứa cãi nhau. Cuối cùng chị biết sao không? Đúng là phụ nữ gọi. Chị đó là bồ của anh bạn. Không có lý liên quan gì hết trơn á. Lý do là bồ của anh bạn hỏi là có tới sinh nhật anh bạn không. Để em kể chị, cái đó là em sắp đi đá banh thì em thấy cái điện thoại của anh bạn, cái số anh gọi tới, thì em mới bắt lên nó nói em nghe nè anh. Thì ai ngờ là cái bà bồ bà lấy cái số gọi, bà gọi lên là để dự sinh nhật á. Thì em lúc nôn quá em đại xong em đi thôi. Khi đó cô lại quyết làm cho ra lẻ, rồi xong em dặn em đi luôn. Đi nhậu tiếp. Mà không đi sinh nhật. Cái lần mà em xưng mày tao vợ em là lúc vợ em nhõng nhẽo cái gì mà em phải chuyện nhỏ chị. Nhưng hôm đó em đi nhậu về, coi như là bất đồng với cách dạy con vậy chị. Thì vợ mới xen vô. Mà khi đó mình đang bực rồi tự nhiên xen mà cái kiểu mà lại là mà bên con hả? Dạ đúng rồi, bên con mà mình không thích thì mình mới nói thì cãi lại. Cãi qua cãi về vậy em tức quá em mới xỉ mặt em nói là không được mày tao vậy đó. Rồi ngoài ra còn cái tật xấu gì nữa không? Bữa nay có thêm cái tật nữa là hả bắt em viết đơn ly dị. Em thấy hả các cặp vợ chồng khác là toàn là hả vợ viết đơn ly dị xong chồng không ký không à, đằng này hả tự nhiên hai đứa đang cãi nhau không có cái chuyện gì hết chút xíu à. Cái xong anh nói có ngon người viết đơn ly dị giống nhà bên kia đi, anh thách thức em vậy đó. Cái xong hả em tức quá, em cũng lấy viết đơn dị mà nhào giờ đâu biết đâu, em cứ nhớ là cái mẫu đơn xin việc làm sao vậy á. Cái em lôi xuống cái em viết xong thì thay đổi nội dung một xíu, viết xong chưa đã nữa anh dành anh ký trước luôn. Ký xong cái anh bóc điện thoại lên gọi luôn cho ba má chồng, ba má vợ hai đứa luôn. Anh tự anh mét anh nào là ly dị rồi chuẩn bị ẩm con về tùm lum lum. Trời xong đàn ông dữ vậy. Đúng không? Rồi sao? Lúc đó xỉn. Anh đang xỉn. Đang xỉn đi về nữa, lại cãi nữa. Cổ mới nói là sống không được rồi gì đó. Thì khi đó mình lại bực quá mình mới nói là sống không được thì sao? Thì giờ muốn gì? Thì cái cổ đó nói là biết đó. Tại em gợi. Đúng rồi, đúng rồi. Cổ này, cái cô này là cái cổ mà cái mức độ càm ràm của cổ á là em nói là khủng khiếp lắm. Vậy mà khủng khiếp mà còn cổ còn tự kỷ nữa. Là sao? Thì diễn là em đi theo cái chiều hướng mà nghĩa là người ta đang đi trên cái đường kiểu này khó chịu lắm luôn đúng không? Em chỉ bực mỗi chuyện đó thôi, chứ còn cái chuyện gì em làm được hết. Thật xấu ông hết chưa? Còn ở dơ nữa. Trời ơi, ảnh đi làm mang giày tây mà dớ thì thường xuyên phải thay ra. Vậy mà hả, thay ra là không bao giờ đem vô thau hoặc đem giặt gì hết. Để 1, 2, 3, 4, nhiều khi chục đôi để vàng vậy nè. Hết vớ, mua vớ mới mang. Em về quê em sinh em bé. Thì trước khi về quê mấy cái đồ dơ là em giặt em phơi lên hết trơn rồi. Em chỉ dặn anh là lấy vô nhà xếp vô tủ cất 4 tháng sau em lên treo nguyên vàng. Hết xấu, hết tật xấu chưa? Ở giờ còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi. Rồi tới phiên em. Chỉ cái mỗi là giận quấy cái càm ràm thôi. Rồi bây giờ em mong chồng em thay đổi cái gì? Anh bớt ở dơ lại. Còn gì nữa không? Bớt nhậu nữa anh. Còn em muốn giờ em thay đổi là gì? Bớt càm ràm này, đừng có tự kỷ nữa. Cái gì mà nói ra em giải quyết nó nhanh. Chứ còn là cổ cứ tự kỷ, cổ suy diễn tứ lung tung hết là mình không có thể nào mà giải quyết được là cổ đang cần cái gì, muốn cái gì để em giải thích. Chị thấy vậy nè, em á thì là nói gì thì nói thì em cũng đã từng trải hơn cổ rất là nhiều trong vấn đề tình trường đúng không? Dạ. Chứ còn riêng vợ em á thì là tinh khôi. Cho nên nếu mà để mà so sánh giữa vợ em với những người phụ nữ khác mà em đã từng gặp á thì chắc chắn là về kinh nghiệm về tình trường á thì chắc chắn vợ em không bằng những người kia. Nhưng mà không ai bằng vợ em là vì em là cái người mà gọi là nguyên đai nguyên kiện, bóc tem từ hồi lúc mà nó còn cả thùng cho tới bây giờ đúng không? Thì chị nghĩ như vậy nè, trong cái việc mà để cho vợ chồng á càng ngày càng yêu nhau hơn á, cái mà điều em muốn sửa ở vợ em á thì chị nghĩ em phải là người chủ động sửa cho vợ em. Tại vì nếu mà em muốn cổ có kinh nghiệm thì em phải dạy cổ, chứ còn nếu mà em mà để cổ tự học á là nhiều khi cổ phải học một kinh nghiệm chỗ khác, chị nói ví dụ vậy. Đúng không? Cho nên rằng em phải thấy rằng em rất là sung sướng vì vợ thì đẹp nè, trẻ nè, mà lại yêu mình tha thiết như vậy. Em quý trọng cái đó. Cho nên những cái yêu cầu của vợ em mà bớt nhậu nè, gọn gàng một chút xíu thì chị nghĩ cái điều đó em làm được mà. Dạ được cái gì? Rồi, ok, xin cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, em tên là Thế Hiếu, năm nay em 24 tuổi, em đang làm phiên dịch viên tiếng Nhật. Rồi, còn em? Dạ, em là Tấn Phát, em 26, đang kinh doanh ạ. Phát với Hiếu, như vậy một bên kinh doanh, bên phiên dịch. Vậy thì cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Dạ, tụi em học chung trường cấp 3 với nhau ạ. Nên biết nhau học ở quê. Lúc đó em học lớp 11, còn ảnh học lớp 12. Thì em là chủ động, cầm cưa. Em thần tượng ảnh. Sau đó thì em mới viết thư, em tán ảnh. Viết lá thứ nhất thì ảnh không trả lời.
Thì sau đó em mới viết lá thứ hai, ảnh không đồng ý. Thế là em thất vọng, em xé lá thư và sau đó em không biết nữa. Nhưng mà em vẫn tiếp cận ảnh. Hàng ngày em có hai con đường đi học, nhưng lúc nào em cũng chọn đường xa hơn để hàng ngày để được đi qua nhà ảnh, để được nhìn ảnh. Nhưng mà ảnh không biết em ai luôn. Lý do gì mà em lại thần tượng bạn như vậy? Không hiểu. Anh hát rất là hay, anh học cũng rất là giỏi. Mọi người có muốn nghe anh hát không? Chính xác luôn em. Chứng minh liền nghe. Em hát một chút xíu thôi. Xíu thôi. Cảm ơn các vị. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt cứ đi kiếm tìm nhau. Rồi kiếm tìm đó. Đúng rồi, kiếm tìm. Rồi bao lâu thì em mới tiếp cận được cái người em yêu? Mấy năm sau luôn ạ. Em đi học Hà Nội, ảnh học Sài Gòn. Sau đó là em vẫn xin cái số điện thoại của bạn hồi đưa thư với em. Là xin lại số điện thoại, ảnh nhắn tin gọi điện mãi luôn. Rồi chỉ được có 2 tháng sau đó cũng cắt luôn. Tới 2 năm trời. Rồi lúc em học năm 3, ảnh học năm 4 thì về quê hai đứa mới gặp lần đầu tiên. Lúc mà lần đầu tiên em thấy mặt vợ em, cảm xúc em sao? Lúc mà em gặp vợ em lần đầu tiên ấy, cái nàng người đâu mà đẹp dữ vậy. Em bất ngờ luôn. Và hồi đấy là nàng mặc cái váy trắng mà nhìn tinh khôi lắm, da trắng, môi hồng, rồi đặc biệt là cái nụ cười á, cười nhẹ thôi, nhưng mà lúc đó là em chưa bao giờ gặp một người nào đẹp như vậy cả. Ủa nhưng mà lúc đó là đâu có biết cô này 7 năm cưa cẩm em đúng không? Dạ biết chứ. Trong lúc mà em gần về Tết ấy, thì em lục cái danh bạ ấy, thì em muốn xóa những cái số cho kết thúc năm cũ đi. Thì tự nhiên thấy cái số của hồi đó em ghi là bé Hiếu. Em mới điện thử nhá máy thử thôi, xem nếu mà không có liên lạc được thì em xóa luôn. Nhưng mà liên lạc tự nhiên bắt máy, tự nhiên thấy run. Cảm xúc lúc đó để nhường cho vợ em chứ. Là sao Hiếu? Lúc đó dạ, em sung sướng, em vỡ hòa, giống như một cơ hội mà em hiểu tượng trời sao rơi xuống vào đúng vào em. Ừ, có nghĩa là bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau. Dạ. Sau đó đêm giao thừa em vẫn quyết định tỏ tình thêm một lần nữa. Wow. Em nói là sang năm mới em hy vọng có một điều mới, em sẽ là người yêu của anh. Nhưng mà anh vẫn từ chối. Cái xong quyết định là em dừng lại, em không tán tỉnh, không liên lạc gì nữa. Mấy ngày sau anh chủ động liên lạc với em. Nghĩ là nếu mà mình mất đi cái cơ hội tìm hiểu cô này á, thật sự là quá phí đi. Mình sẽ ân hận đây. Lại nghĩ lại trong người mình chẳng có cái gì hết. Vừa không có điều kiện, vừa không có tiền bạc cái này kia, mà lúc đó là em sợ lắm luôn. Nhưng mà thôi kệ, mình thử tiếp cận cô, thử xem, tìm hiểu thì xem. Rồi sau đó là vẫn là kẻ bắt người nam. Mới tỏ tình sau 3 ngày thì ảnh vô Sài Gòn, em ra Hà Nội, nước mắt đầm đìa luôn. Xong rồi ra đó hai đứa yêu xa mất năm trời. Có nghĩa là sau một năm thôi đúng không? Tụi em gặp nhau đâu? Tụi em gặp nhau đâu? Ảnh tốt nghiệp xong ảnh ra luôn Hà Nội. Ra Hà Nội luôn? Ra Hà Nội luôn. Ra Hà Nội với em luôn. Hai đứa ở chung nhau? Dạ có. Là có nghĩa là sống thử đó đó phải không? Tụi em nói chưa? Tụi em sống với nhau 2 năm. Cái giai đoạn mà các bạn sống thử với nhau như vậy thì có khó khăn gì không? Cả cái thời gian mà đấy, nói chung là vấn đề tiền bạc là vấn đề lớn nhất của vợ chồng em. Cảm giác rất khó để hòa nhập với cái môi trường miền Bắc, mà đặc biệt ở Hà Nội nữa. Chi phí thì cao, lại khó xin việc. Thời điểm đấy là vợ chồng em 2-3 tháng đầu là sống trong cái cảm xúc và yêu đương như vỡ hòa vậy, nhưng mà sau đó thì lại cũng nhau gánh cái nỗi lo rất là lớn. Vậy thì bây giờ tụi em vượt qua cái giai đoạn khó khăn đó như thế nào để làm sao để cải thiện? Có buôn bán cái gì thêm sau một thời gian thì ảnh làm kinh doanh tự do tại nhà, nên là nó bắt đầu bây giờ ổn định. Em ra thì em đi xin việc ấy, thì lương thấp rồi mà không đủ tiền chi phí xe cộ đi lại, thì em mới nghĩ làm thời gian. Hồi đấy ngoài Bắc á, là nó có cái phong trào bán trà chanh, trà đá rất là nổi luôn. Ngay thời điểm đó. Dạ, đúng rồi. Em thì em thấy, xong thấy người ta làm nhiều thế, mình thử làm thử xem. Nó bán thử với một đứa em, thì hai anh em bán thì cũng được. Những cái giới mà giới kiểu đi chơi, buổi tối cái này kia là bắt đầu người ta hay tán tỉnh. Lúc đó là vợ em cũng có phụ với em. Lúc đó là vợ em bán, vợ xin thì bán trà chanh là đúng luôn á. Nhưng mà em thì em thấy cái cảm giác khó chịu quá. Đúng. Ý là ghen gì, nói thẳng là ghen. Khó chịu gì là chắc ông này cũng ghen quá cho nên dẹp tiền. Dạ, đúng rồi, ghen rất nhiều cho anh. Tại vì những người ở ngoài Bắc mà đặc biệt Hà Nội, con trai nói chuyện rất ngọt vậy ạ. Ngọt lắm. Tán sao mà chịu không nổi vậy? Em làm lâu chưa? Rồi em có bạn trai chưa? Nên là thôi em thôi thà mất đi, tiền hơn mất vợ. Bán xe cà chanh em dẹp bỏ luôn. Hết dẹp luôn. Chị hỏi vợ nè, cái thời điểm đó
mấy cái người mà tán tỉnh em á, dạ, có nhiều đại gia không? Nhiều con nhà giàu không? Dạ có. Ủa, chị, nhà giàu nhiều lắm. Dạ, mày mà có đẹp trai không? Dạ có đẹp trai. Phong độ. Dạ. Lý do gì mà em không lạc lòng vậy? Tại vì em thương ảnh lắm, cảm giác không thương được người khác, cảm thấy ai cũng không bằng ảnh. Vậy là cái tình yêu đó tới bây giờ sau khi cưới vẫn còn giữ được không? Dạ lại nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Quá tuyệt vời. Tình yêu bình vững. Bình vững. Còn em sao? Đời em có vậy không? Dạ có chứ. Vậy là bây giờ tụi em lấy nhau đâu còn gì mà vỡ mộng, gọi là vỡ mộng về nhau đúng không? Không có gì. Sao chất quốc vậy trời? Thôi vậy vẫn phải là đại hội vạch mặt thôi. Mà út cuối cùng là có à? Thôi vẫn phải theo quy trình thôi. Kể luôn. Bây giờ ưu tiên cho em đó. Anh nóng tính. Mà lúc anh nóng tính lên để nói rất nhiều câu không suy nghĩ. Nói em không có não à. Không biết suy nghĩ à. Rồi nói em không có tư cách làm vợ. Rồi nói những cái lời rất là nặng nề. Nó đụng chạm nên em cảm thấy tổn thương rất là nhiều. Lúc yêu anh nóng tính vậy không? Dạ lúc yêu anh cũng rất là nóng tính. Ồ vậy hả? Có nghĩa là em đã biết là anh nóng tính rồi. Dạ em cũng biết. Nhưng mà khi mà lấy nhau rồi thì có những cái từ ngữ mà nó hơi tổn thương mình đúng không? Đúng rồi. Đó là cái vỡ mộng đầu tiên. Dạ. Còn cái gì nữa? Anh cọc cằn và anh không lãng mạn nữa. Trước khi anh yêu thì anh tự tay làm quà cho em, anh còn tặng cho em cái đồ bất ngờ, nhưng mà đến bây giờ anh không bao giờ làm một điều gì lãng mạn cho em, không bao giờ dành cái gì bất ngờ cho em, không bao giờ chủ động để hâm nóng tình cảm. Hồi đó là tự làm nhưng bây giờ là không tự làm nhưng mà có đi mua để tặng không? Ví dụ em nói em cần gì anh mua cho em, còn không bao giờ. Còn không có đón ý. Hai cái vỡ mộng rồi còn vỡ mộng gì nữa không? Cái ngày kỷ niệm ngày cưới ảnh cũng không có làm gì đặc biệt. Sinh nhật em thì ảnh chỉ theo quy trình là em muốn ăn cái gì đi mua gì rồi dẫn em đi, nói chung em không cảm nhận được cái gì từ ảnh trong những ngày lễ hết. Dạ nhiều ạ. Rồi còn em thì là để cho em phân trần một chút xíu là thực ra em không phải là người sống thiếu tình cảm như vậy. Càng ngày em lại càng trở nên thực dụng hơn. Nó xuất phát từ cái quá khứ 2 năm ở Hà Nội, 5 tháng ở Hải Phòng, nói chung là cái cuộc sống nó khó khăn quá nên em mới nhận thấy là tiền bạc nó lúc đó là nó cần thiết quá, nó làm cho hai vợ chồng điêu đứng và trở nên sáo rỗng nếu như mà không có cái gì để lo cho cuộc sống. Lúc mà em lập nghiệp bắt đầu mà hai vợ chồng đến với nhau xong rồi tiếp tục cuộc hành trình kiếm tiền rồi lo cho gia đình ấy, thì nó giống như kiểu là em không muốn cái ngày đó nó lại quay về nữa. Cái ngày khó khăn đó lại quay về nữa là em phải gồng mình lên. Và nếu như em không làm, em không cố gắng, em không lo kiếm tiền thì thực sự là em cũng không lo được cho vợ con em, tức là hết. Em rất là thích là vợ em mặc cái gì đẹp, hay là thích vợ em cười, nhưng mà em không thể hiện được cái cảm xúc, cái tình cảm như xưa nữa thôi. Nhưng mà trong lòng em nó vẫn còn vẫn như, là vậy. Như vậy. Dạ. Có con hơi chưa? Cọc cằn. Dạ em có rồi. Em bé mấy tuổi? Dạ 8 tháng ạ. Ồ 8 tháng rồi. Nãy giờ là chồng em tâm sự với em đó, để cho em hiểu đó. Rồi bây giờ ngược lại thì em có thất vọng về vợ mình không? Thực ra đến giờ này thì em vẫn tin tưởng là vợ em là một người phụ nữ là đặc biệt nhất mà em từng gặp, vừa hài hước vừa xinh đẹp và tài giỏi nữa. Nhưng mà có một cái cũng chắc là tính tình rất là nóng. Vợ cũng nóng tính luôn. Nóng tính và rất là cầu toàn. Nhưng mà những lần cãi nhau là em làm cho vợ em buồn á, là bởi vì cãi nhau xong hai đứa cùng nóng tính thì vợ em không có cho em đi ra ngoài, chỉ có phải kêu lại cho bằng được để nói cho hết ý. Và lúc đó em là đang bực mình nữa, vợ em đang bực mình nữa, hai vợ chồng kiểu gì cũng sẽ làm tổn thương nhau. Nhưng mà chị muốn hỏi nè, tại sao em lại nói vợ em không đủ tư cách để làm vợ? Bởi vì nóng tính quá nên là những lúc mà dùng từ ngữ nó không được chuẩn xác lắm. Cảm giác lúc đó của em là tập trung lo kiếm tiền mà quên mất bà xã em á. Thì còn bà xã em thì lại ngược lại là để mong muốn là chồng phải yêu chiều hơn một chút, phải tình cảm tức hơn là một chút. Vì cái điều đó thôi mà em là nghĩ không, là vợ không, em không đủ tư cách làm vợ, tức là không thông cảm cho em. Rồi còn em thì sao? Lúc em nghe câu đó thì cái cảm xúc em sao? Tức điên lên luôn. Em không nghĩ là anh nói em nặng nề đến như vậy luôn. Em khóc rất là nhiều, em cảm thấy tổn thương, mà cảm thấy mình vô giá trị, em tự ti về bản thân mình luôn, cảm thấy mình quá tệ hại luôn. Em mất định hướng luôn. Dạ, giờ em biết phải làm sao để em được nói lại một câu là em đúng là vợ anh. Dạ đúng rồi, em đúng y luôn vậy. Bây giờ cái không khí trong gia đình là như thế nào rồi? Dạ cả hai bên cùng cố gắng để dung hòa với nhau. Dạ nhưng mà đôi lúc vẫn cứ vậy, tại vì bản chất là dường như không thay đổi luôn. Tức là cái cảm giác em đã lấy lại được tự tin trong mắt chồng em là em đã đủ khả năng để làm một người vợ chưa? Cũng chưa có lấy lại sự tự tin, tại cái câu nó tổn thương em nhiều quá. Chị hỏi nè, đã bao giờ vợ em nói một cái câu mà tương tự như là em nói với vợ để em bị tổn thương chưa? Dạ chưa, vợ em thì nói chuyện từ tốn, nóng nhưng mà nóng tự kiểm soát. Đến giờ thì vẫn chưa bao giờ nó chưa bao giờ em bị một cảm giác bị tổn thương như vậy đúng không? Như tương tự như vợ em đúng không? Có nghĩa là câu chuyện của tụi em nó đang ở về một phía, thì em đã hiểu được cái tâm sự của chồng em lúc nãy không? Dạ. Có nghĩa là từ trong sâu thẳm là chồng em vẫn bất di bất dịch với cái cảm xúc mà từ lúc yêu nhau
vẫn lãng mạn, vẫn yêu thương vợ như vậy. Chỉ có điều là bây giờ anh ấy muốn tranh thủ thời gian để mà chăm lo cái cuộc sống cho mẹ con em được nhiều hơn nữa. Thì cái vấn đề mấu chốt của tụi em ở đây là như vậy, do là vợ quá thần tượng chồng và mong là cái hình ảnh đó, cái hình ảnh soái ca trong lòng á không thay đổi. Thế nhưng mà cái soái ca của mình trong cái thời buổi cơ chế thị trường trong cuộc sống nó quá khó khăn. Đúng vậy. Nó có đôi chút bị phai đi một chút. Đó, nhưng mà em vẫn muốn cái điều đó nó phải lặp lại. Chính vì vậy mà đôi lúc em cảm thấy em tức quá. Tức quá nó thành cái nóng giận, đúng không? Để muốn chồng hiểu là là như vậy. Còn chồng á thì bây giờ vì cái cuộc sống nó khó khăn quá mà cái điều chồng muốn là ngoài cái lãng mạn về tình cảm ra thì về vật chất, về tiền bạc là chồng muốn cho mẹ con tụi em là phải đầy đủ như người ta. Chính vì vậy mà cái cơm áo gạo tiền nó thui chột đi cái cảm xúc lãng mạn mà anh ấy là vốn có. Cái điều này nó dễ xử lắm mà, đúng không? Thứ nhất là em phải cho chồng em bớt màu đi một chút xíu, chấp nhận cái điều đó. Cái thứ hai là những điều em muốn em cứ nói với chồng, em đừng để chồng đoán ý nữa, bởi vì nhiều thứ để lo nghĩ quá rồi, sợ nhiều khi quên đoán ý không nổi ha. Thì em chia sẻ đi, chỉ khi nào mình tâm sự mình nói mà ảnh quên đi, ảnh bỏ qua cái đó đi thì lúc đó là mình buồn. Còn về phía chồng á, vẫn có thể làm được cái điều như trước kia thì điều đó là quá tuyệt vời đối với gia đình em. Tại vì em biết vợ em tới bây giờ vẫn thần tượng em như ngày xưa, vẫn yêu em như vậy. Thì đó là một cái tình cảm mà đúng như em nói đó, là một người phụ nữ đặc biệt nhất mà em đã từng gặp. Hoàn hảo nhất mà em đã từng gặp. Thì em đừng nó để mất cái hoàn hảo đó. Tại vì nói chứ tức nước vỡ bờ, một lúc nào đó mà vợ em mất đi cái đó là em thiệt ha. Đẹp quá ha. Cho nên anh, thanh mai trúc mã, chồng đẹp anh, vợ cũng đẹp luôn. Riêng anh thì anh chỉ có khuyên em một điều là mình giảm được cái từ ngữ đó, và thậm chí nếu được bỏ luôn, đó là một điều mà đáng quý vô cùng. Thôi nhân đây thì có lời gì nói với vợ không? Thực ra là những lúc nóng thì bản tính đàn ông thì khi mà đã nóng rồi là đôi khi câu chữ nó không còn kiểm soát được. Khi nghe anh Quốc Thuận nói với lại chị Hồng Vân nói thì em nghĩ là phải, em chịu đựng rất là nhiều. Đúng rồi, tại vì cái tổn thương nó dễ sợ lắm em. Anh nghĩ là em nên hành động. Đây. Và tôi nghĩ rằng là cái hành động này nó sẽ thay cho cái lời nói mà của anh chồng này muốn gửi gắm cho cô vợ, và mong rằng những cái từ ngữ nó sẽ không bao giờ xảy ra trong cái gia đình tuyệt vời như thế này nữa nhá. Cứ nói đi em, mình cứ cho nó trào ra không vấn đề. Thứ nhất là về chuyện tình cảm vợ chồng em thì em đang cố gắng từng ngày. Chắc chắn là trong tương lai sẽ khác bây giờ thôi. Thông qua chương trình này thì em cũng muốn gửi đến tất cả những người bạn của em trong suốt thời gian qua đã tin tưởng, ủng hộ và đồng viên em. Vợ chồng em rất là quý trọng những điều đó và chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Đó, chắc chắn các đó. Người bạn của em khi theo dõi chương trình họ cũng đã nghe được cái tâm sự của vợ chồng em. Và chương trình cũng gọi là rất cảm ơn vợ chồng em, cũng như là chúc vợ chồng em cứ như thế này mãi đến lúc mà răng long đầu bạc. Coi thuộc cái bài của Tuấn Hưng ha, nắm tay anh thật chặt. Và nhớ nha, cứ mỗi lần mà có xung đột xảy ra hãy nhớ cái khoảnh khắc mà các bạn ôm chầm lấy nhau, và những cái giọt nước mắt hạnh phúc của bạn đang rơi trên má của bạn thì chắc chắn không có gì nó sẽ làm tổn thương đến cho cái hạnh phúc của gia đình bạn. À, một tràng tay chúc phúc. Riêng thì cho con xin phép chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Hai cô chú MC rất là dễ thương. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Dạ. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận. Hiện đang làm giáo viên tin học trung học cơ sở. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Rồi con. Cô gái mỏng manh, mỏng hơn bé hồi nãy luôn á. Cô dâu này mỏng hơn bé hồi nãy luôn. Sao làm yến á. Người giống như là con yến vậy đó. Đó. Dạ. Mời con. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm. Năm nay con 28 tuổi. Con cũng là giáo viên tin học. À vậy hả? Dạ. Hai chồng chung trường hả? Dạ không. Dạ, dạ khác trường. Khác trường. Mà sao? Chung nghề. Dạy dạy chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Dạ. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Dạ. Dạ chắc liên quan tới Yến. Làm nhà Yến sao? Cho quen. Sao con gặp vợ con cách nào? Dạ con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Thanh mai trúc mã. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa là cấp 3 là chung trường. Dạ không, khác trường luôn. Khác trường luôn mà nó gặp dạ. được nhau hay quá à. Dạ. Ừ. Nó theo ngạch chứ nó khác nó tỉa dạ. vậy đó. Ủa nhưng mà khác trường mà có xa không? Dạ cũng xa, khoảng 20 cây á.
20 cây. Mà sao quen? Mới gặp nhau. Dạ. Mới sao gặp nhau? Thì giờ mới hỏi nè. Đấy, gặp nhau chắc là gia đình hai bên là quen nhau đúng không? Dạ không. Thôi để nó kể đi, đừng có đoán nữa. Không đoán nữa, đang có cái bằng rồi, ngon lành giữ lại đi xài đi. Dạ. Rồi con kể tiếp đi con. Dạ thì con với vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi. Là gần nhà của con á là chơi thân với một bạn. Thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con. Thì trong một cái dịp Tết năm 2012 á thì vợ con đi về nhà anh bạn nó chơi. Rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11, học cấp 3. Dạ. Rồi. Có nghĩa là bé này đến nhà của bạn của con. Dạ, bạn của chơi. Dạ. Tức là bạn bè thôi đúng không? Chứ dạ, không yêu đương gì đâu đúng không? Dạ. Đó. Gặp nè. Rủ con đi, ủa mắc gì nó phải rủ con đi ta? Nó đi mình với bé này nó sợ hay gì phải rủ con? Tết con ít có đi đâu chơi lắm. Với lại cái bạn đó cũng là bạn thân á. Cho nên là mới gặp nhau. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Dạ đâu có biết, đâu có nhớ đâu. Dạ không nhớ. Không nhớ luôn. Không. Đi chung với một nhóm bạn đó là vậy là con giống như là đi chơi bình thường vậy. Không có nhớ gì hết. Vậy con có nhớ không? Một nhóm bạn chứ không phải là một mình con. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ con là cái người đầu tiên, đầu tiên chủ động nhắn tin, xin số điện thoại nhắn tin cho anh này. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ. Là lớp 11. Dạ đúng rồi, Thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu. Nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng. Thì con lại thích hai bộ môn đó. Cho nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Và anh ấy trả lời liền không? Dạ anh đang rảnh. Anh nói lúc đó anh đang rảnh. Cho nên là anh trả lời liền. Có nhớ là nhắn ảnh gì không? Dạ thì con cũng nhắn nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà anh không nhớ con, anh nói là không biết đứa nào hết. Tại vì anh nói đi đâu. Trả lời lại một câu không biết đứa nào hết. Đúng không? Dạ. Rồi khi con đọc được cái tin nhắn thì sao? Dạ con thấy cũng bình thường. Dạ. Rồi con cũng giải thích là con là con bé mà ốm nhất trong cái đám bạn đó. Trời con ốm triền miên từ hồi lúc lớp 11 tới bây giờ con vẫn ốm hả con? Dạ con ốm từ nhỏ. Nhưng mà con rất là khỏe, con không có bị bệnh lặng vặt. Dạ chắc nhờ uống yến đó chú Quốc Thuận. Trời hay quá, hay quá. Con uống yến từ năm con lớp 11 luôn á hả? Phải không? Dạ nói chung là ở nhà làm yến từ hồi đó giờ phải không? Dạ không, con mới làm đây thôi. Nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ con vẫn á, mua yến hũ cho con. Rồi nó nghe là rồi không nhớ rồi sao hai đứa quen nhau. Rồi xong rồi vợ con là làm anh em kết nghĩa. Rồi nhắn trao tin đổi, một nhắn hồi tin. Trời, ai đề nghị làm anh em kết nghĩa? Anh là... Dạ con không nhớ chính xác nhưng mà hình như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con dạ, muốn giới hạn cái tình cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học và tuổi đi học thì con không có nghĩ ngợi gì nhiều. Có nghĩa là con rất là tinh khôi, con rất là tinh khiết. Dạ đúng rồi. Con không nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà cô này có nghĩ. Con nghĩ không? Dạ không luôn chú. Nhưng mà con thích, con có thích. Dạ ảnh. Cũng không luôn. Thích là tại vì là ông lại biết tiếng Anh với lại biết thích chơi bóng đá. Nghĩ là giống như con muốn có thêm một cái người bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nghĩa là một tình bạn trong sáng. Đối với con là sẽ học xong hết cấp 3 thì mới có người yêu. Cho nên lúc đó là anh này đề nghị là mình làm anh em. Tại vì anh này hơn con 1 tuổi, 2 tuổi luôn. Làm anh em. Thì trong lúc đó là hai đứa đều rảnh, nghĩa là không có người yêu. Thì rất là hay nhắn tin. Một ngày là nhắn hơn 200 tin. Dạ. Ai nhắn, ai chủ động. Dạ không có anh em nào một ngày nhắn nhau 200 tin hết trơn hết rồi. Không có được. Anh em ruột không có nhắn gì luôn á chị. Em nói anh cho biết luôn. Càng không nhắn luôn á. Nhắn luôn thiệt mà nói á. Cái này là anh trai mưa, em gái mưa hay gì đó. Nghĩ sao mà nhắn 200 tin ngày. Cái thời mà còn SMS á, của Hồng Vân là đăng tiền ký nữa. Tin nhắn. Đúng rồi, đăng ký. Là mình đăng ký mấy nghìn nữa là mấy trăm tin nhắn của Hồng Vân. Mà nhắn là hết tin nhắn luôn. Rồi bộ không ăn cơm, không học hành nữa sao mà lại nhắn tin ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn là em ăn cơm chưa? Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi. Hay quá chị. Đó. Thứng là hồi xưa yêu nhau vĩ đại hơn vậy. Vĩ đại á. Rồi sao? Rồi sao nữa nè? Nhắn một thời gian như vậy bao lâu thì bắt đầu mới thích nhau rồi mới là không còn là anh em nữa, phá banh cái rào anh em ra. Dạ thì chắc nhắn hôm đó là Tết thì khoảng một năm sau á. Thì con thấy vợ con là giống như là tri kỷ vậy đó, ý là người bạn thân là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ để giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Xong rồi thì con cảm thấy là giống như là
rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Ừ. Dạ, bạn đó được. Dạ. Cho nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Mà cô ấy đã là tri kỷ, dạ, trong rồi, trái tim, trong khối óc của tôi rồi. Ừ. Anh, nhưng mà cái bữa đó là mới có 30 tháng 4 thôi, là chỉ có 4 tháng thôi. Ừ. Là có 4 tháng thôi. Dạ. Rồi, ok, kể lại nha. Dạ, 4 tháng. Ủa, sao anh không nghe cái micro chứ vậy? Alo, alo. Alo, alo. Rồi, ok. Rồi. Rồi. Đâu kể coi. Là Tết á, là hai tụi con gặp nhau. Ừ. Thì vào ngày 30 tháng 4 á, là anh này là chính thức tỏ tình với con. Ồ. Dạ. À, lúc đó là con... Lớp 12. Con 11. Dạ, con 11, còn anh 12. 12. Ừ. Thì... Rồi. Con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình sao? Là không có tốn tiền của Hồng Vân. Ừ. Anh tỏ tình, anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Sao? Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Ừ. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em. Mà con đâu có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng, lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Tại vì con rất là sợ cái việc yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Lúc nào con cũng phải là học cho xong cái đã. Thì con không có nhận lời. Rồi con khi mà nói nhận là được cái con... lời từ chối đó, con có tổn thương không? Có buồn không? Dạ buồn chứ. Buồn? Dạ. Nói chung là buồn, sợ bạn đó có người yêu mất thì mình không biết phải làm sao. Dạ. Rồi có nhắn tin bớt lại ảnh. Con có nói là nếu như... Cũng bình thường như trước kia. Con hẹn ảnh, con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á, thì lúc đó là em sẽ nhận lời. Chứ không phải là con từ chối hẳn. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ đúng rồi. Và vô đại học thì chắc chắn là sẽ... có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì nếu như mà mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến. Rồi sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc con lên, con có lên Sài Gòn học không? Thành phố Hồ Chí Minh học không? Dạ có. Lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Thì lúc đó lại con cũng không có muốn đi xa. Tại vì người yêu của mình đang ở dưới kia, bây giờ mình đi xa quá thì cũng sợ mất đó. Người mình yêu. Dạ. Thì con cũng có xin đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm. Tức là có vì cổ đúng không? Cũng có một phần. Dạ. Tại vì lúc đó giống như là giờ coi như là chỗ dựa tinh thần vậy đó. Mình đi vô đây thì không có quen biết ai đâu, bạn bè cũng mới á. Mà lúc nào mình cũng không có an tâm á. Xong rồi lại chọn là học ở Phan Thiết nửa học kỳ. Xong rồi con học xong là con cảm thấy năng lực của con so với ở dưới đó học thì nó hơi phí. Nên xong rồi ăn Tết xong rồi con lại lên đây con ôn thi lại một lần nữa. Lên Hồ Chí Minh. Dạ. Là con học ở trường nào? Dạ, con học Đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Dạ. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12. Dạ, con nói rảnh như vậy nhưng mà tới ngày 30 tháng 4 là anh tỏ tình với con. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Nói chịu không nổi chị. Thì đó. Dạ. Cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh chưa có thi đại học. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Cho nên là con nghĩ thôi mình cứ nhận lời, tại vì hai đứa cũng ở rất là xa. Không có gặp mặt. Mà không nhận lời hay nhận lời mình đều nhắn tin hết. Cho nên là con quyết định nhận lời ảnh để cho ảnh yên tâm mà học cho tốt. Như là có thêm động lực. Dạ, dạ. Đúng không? Mà cái tác động trực tiếp lúc đó là thằng bạn của con, là cái thằng mà bạn chung của hai đứa. Nó nhắn tin, nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy. Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen. Mà mày hành ổng thế này, hành ổng thế kia. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Mọi ngày con hay nhắn ảnh, con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì. Thì ảnh hay nói là anh ước là em làm người yêu của anh. Thì hôm đó ảnh không có tỏ tình nhưng mà con nhắn con hỏi lại, con là nếu có một điều ước anh ước cái gì, thì ảnh nói là anh muốn em là người yêu của anh. Thì con mới trả lời là vậy điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Trời ơi, cái chuyện tình nó hay quá. Em lấy vô cái bộ phim đang làm đi, Mối Tình Học Trò. Có hay không? Mối tình hay. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn. Sợ ảnh hưởng tới việc học của ảnh thôi. Lúc thì nghĩ rằng nào rồi cũng xa mà đâu có gần nhau đâu mà lo đúng không? Dạ, với lại là tụi con cũng rất là ít gặp. Cho nên không có một, con không có một cái ấn tượng gì. Rồi con xong lớp 12 rồi con có thi vô đại học để lên Sài Gòn học không? Dạ có. Con phải lên là vì ảnh không? Dạ không, con là cứ thẳng một đường con đi thôi. Là con đại học sư phạm hả? Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên con lên Sài Gòn á, ngày đầu tiên con lên Thành phố Hồ Chí Minh á, thì là con có gặp ảnh liền không?
Dạ. Ảnh có ra bến xe đón con không hay như thế nào? Có không? Dạ ảnh thì không có ra bến. À có, bữa đó ảnh ra tàu, ảnh ra tàu đón có con. Có biết mà phải lên đi thôi tàu. Ảnh ra tàu đón con. Đi xe, đi tàu, đi máy bay gì cũng sẽ đón hết trơn trọi. Lãng mạn lắm nghe, đến sân ga nghe rồi sao nào? Gặp nhau nhưng mà sao? Lúc đó con vẫn chưa có thích ảnh. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường tự nhiên mang tiếng có người yêu. Hồi đó sao con thấy cái có người yêu nó nghiêm trọng lắm. Nên là con lúc đó tự nhiên con thấy gò bó và con không thích nữa. Con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Trời nhưng mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục. Và một ngày vẫn mấy trăm tin. Lúc nào cũng rồi, chưa, xong rồi, biết rồi. Nhắn tin cọc lóc vậy đó. Dạ, có nhắn vậy nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm. Như vậy là cứ ba chữ, tối đa là ba chữ. Ảnh thương con. Dạ. Rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con. Từ Gò Vấp qua quận 5 mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3, lúc năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ, lúc con đi học sư phạm được một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá. À, thương ảnh rồi là con đúng mới không? Bắt đầu có tình cảm với ảnh. Dạ. Rồi. Làm ảnh đưa đón con là ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn để chờ đón con về. Tại ủa vì rồi con không quá học hay gì con định hỏi nó mà ra chứ con định hỏi bộ không mà học hành bỏ học bỏ hành hay sao đi ngủ lan. Dạ có chứ, thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về. Còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn xong rồi con chờ con trở về luôn. Nó thương nó không tiện chứ nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Rồi thì đó. Hai trường gần nhau mà. Rồi có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không có tiền đổ xăng đâu? Dạ xe hư thì có. Thì nếu mà hết thì em còn tiền thì cho anh mượn. Mà lên đi học là chắc cũng phải khó khăn chứ đúng không? Dạ, đúng. Lên thành phố chúng rất là đỏ tới mồm á cô Hồng Vân. Hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không? Dạ. Có khi nào mà đói bụng mà trong túi không có tiền không cả đó. Hai đứa? Mới tình sinh viên mà. Hoặc là muốn đi chơi mà trong túi không nào có tiền hết trơn á rồi không biết đi chơi đâu. Không có tiền thì chưa có nhưng mà có ít thì có cô Hồng Vân. Nghĩa là hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15 ngàn thôi mà ăn hai rổ rau. Ăn hai rổ trời ơi cái bà bán bánh xèo chắc ba rủa hai đứa con lắm. Trời ơi nó ăn có một cái bánh xèo 15 ngàn nó ăn hai rổ rau. Nói chung là cái thời sinh viên đi nhưng mà nó đẹp dạ nhưng có nhiều kỷ niệm là nó đẹp dạ. Nhiều kỷ niệm nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại dạ. Tự hai đứa sao giờ hoài niệm nè đó, bây giờ hoài niệm cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không? Ừ rồi xong sao nè, sau đó thì là con học đến năm thứ tư à, khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè, rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không hai đứa? Dạ có đứa nào bỏ ngang không? Trước. Dạ không, dạ anh tốt nghiệp trước con. Tốt nghiệp trước rồi tới con rồi xong hai đứa là về lại quê. Dạ thì anh tốt nghiệp trước nhưng mà anh chưa về á con. Ở lại lợi con đúng không? Anh ở lại chắc chắn rồi, cô không cần hỏi luôn. Cô không cần hỏi rồi trong một năm mà con ở lại con có đi làm không hay là đi nhong nhong luôn lắm thôi. Con học xong là 2015 thì con có gửi cái bằng đó về quê để xin việc ở quê. Thì gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó. Thì con nghĩ bây giờ mà đi về nhà cũng thất nghiệp, không có gì làm cũng chán lắm, ba mẹ sẽ buồn. Thì bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó mình làm, mình học thêm để mình có cái nghề mình làm trước. Thì đó là cũng mà mình tốt cho bản thân mình và ba mẹ cũng sẽ không có bị thất vọng. Tại vì ở dưới quê con ấy nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cất bằng nên không có muốn mình phải như vậy. Xong rồi con lại đi học thêm cái trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn. Và cái môn con chọn là cái môn tin học. Tại vì nhưng mà con đã vớ bằng cao đẳng rồi mà. Con bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật nông nghiệp là cái môn dạy môn công nghệ lớp 7 đó. Thì con lại đi học môn tin. Ngày xưa khi con học cấp 3 thì con rất là thích học môn tin học với lại môn tiếng Anh. Và con chọn cái trường đó là trường đại học sư phạm thì nó cao quá con không có đậu được. Nên con mới sát xuống đại học Sài Gòn, cái môn đó nó vừa đủ điểm để cho mình đậu với lại nó cũng là sư phạm luôn. Rồi cái bằng đó sợ về quê không có việc nên con học tiếp cái ngành trung cấp máy tính. Dạ. Đó là đúng không? Trung học trung cấp máy tính thì trong quá trình học á thì con cũng đi học thêm sửa chữa ở bên ngoài, sửa điện thoại, sửa máy tính. Rồi lại có cơ hội đợi dạ, đợi bạn rồi. Gái mình. Nó cũng cả hai. Bây giờ nếu mà mình đợi mà mình thất nghiệp về chỉ vợ con ra trường đi làm thôi thế nào vợ con cũng bỏ thôi. Hoặc là
mình về mình không có việc, rồi vợ mình đi làm, rồi rồi mình đâu có, mình con trai mà mình chẳng lẽ mình ở bị nhà lép vế đúng không? Nhà, mình chờ vợ và nuôi sao suy được nữa chứ. Dạ đúng rồi. Nên con phải quyết tâm, con phải có một cái nghề gì đó. Thì con đi học trung cấp xong rồi con học nghề thêm, thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc lặt vặt ở hay quá, xong rồi có cái bằng đó. Thì chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Ba này mà học ba này ba về trước. Ba học năm xong. Ừ, ba học sao về trước. Ba về trước mất. Mình ở đây mình sợ chứ. Cũng không sợ. Ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi. Nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn là lúc đầu mới vô. Không có sợ đúng không? Dạ. Rồi con về con có việc liền không? Dạ có, con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 mà con đã đi dạy ở Bình Thuận. À rồi đó, rồi xong rồi một con xong rồi là con đi về. Rồi con xong rồi con cũng đi về con làm với Bình Thuận. Rồi lúc đó là con cũng về là con cũng có việc liền luôn. Tại vì cái việc con làm là trám vào cái vị trí của vợ con làm đó. Vợ con đầu tiên là làm ở bệnh viện huyện. À. Nhưng mà sau đó thì không có đúng với sở trường của vợ. Tại vì vợ là làm giáo viên tin nhưng mà xin vô bệnh viện làm kỹ thuật viên tin học giống như kiểu chữa cháy vậy đó. Tại vì tháng 7 xong rồi tới tháng 8, tháng 9 thì mới biết hồ sơ nộp vô giáo viên đậu hay không á. Thì bây giờ mình có việc thì mình cứ làm trước. Xong vợ làm xong một tháng là anh ơi em không hợp, em là không nổi. Rồi cái bung. Là bung đi qua làm giáo viên thì thành ra ngay cái vị trí lại thiếu. Đang khuyết thì con về là chắc vô. Thì nói là vợ người yêu của em đang làm cái nghề đó là về vô luôn. Con có thấy một sự sắp xếp không? Đúng chưa? Dạ. Một sự sắp xếp vô hình nào đó. Của ông Tơ bà Nguyệt đó, đúng không? Đó. Rồi bây giờ hai đứa về dưới quê. Rồi xong rồi á bắt đầu là đám cưới luôn chưa? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa. Chưa hay là phải đi hay làm. Là con đi làm 2 năm là tụi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian nó có chia tay gì không? Dạ. Gây lộn rồi có ghen tuông. Có đợt nào chia tay dài không? Thì con thì con chả bao giờ giận vợ con gì đó. Cũng không có trách móc cái gì. Nhưng mà không lẽ không có một cái. Nhưng mà vợ con có giận con thì vợ con thì nói chung là giận thì nhiều mà con thì giận thì mình nói chung là rất là thương vợ. Rồi biết rồi, nhưng mà chú hỏi nè, điều vô thẳng vấn đề luôn. Dạ. Là hai đứa có lúc mà quay về quê lại đó. Dạ. Là có chia tay không? Dạ. Dạ có. Có mà chia tay dài không? Có chuyện dạ. Chia tay đó là sao? 3 ngày. Chia tay 3 ngày. 3 ngày tới 3 ngày dài. Luôn. Rất dài quá, rất dài. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Dạ đó là cái sóng gió duy nhất của tụi con từ lúc mới quen cho tới bây giờ. Vụ gì vậy? Dạ cái này có liên quan tới một bạn trong cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Lúc đó là anh đi làm ở cái cơ quan mà em rồi làm cái bệnh đó. Viện đó đó. Dạ ở bệnh viện á. Thì một thời gian bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con. Và con giận. Thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh. Thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương. Không hề luôn. Nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có một cái cảm tình gì với anh. Bạn nữ đó là lơ luôn. Nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm. Giống như cái đầu tiên mà anh quan tâm cho con. Là có rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy. Nhưng con cũng nói anh, con nói là anh ơi, bây giờ anh nhắn tin như vậy đó, anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa. Nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được. Thì con mới ủa mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Con mới nói anh. Thì con nói là em thì không có cần thương hại. Ví dụ anh thương thì thương, còn không thương thì thôi, em mới cần thương hại. Cho nên làm thôi bây giờ em với anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Thì con nói em với anh chia tay đi. Nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau và rất là thương hai đứa. Coi như là cháu trong nhà luôn. Thì con mới nói anh là nếu như mà mọi người hỏi á thì em cũng không nói là ai sai ai đúng. Em chỉ nói là mình không có hợp thôi. Thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em. Em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Em gái mưa này hơi lớn. Nhưng lần này anh lại nói là tùy em thấy như thế nào thoải mái thì em làm. Thì có rồi. Sau đó thì sau đó là cũng
con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu, nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường, hai đứa vẫn làm bạn bè. Thì một cỡ chừng 3 ngày sau anh mới nhắn tin cho con, anh gặp con, anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không. Thì 3 ngày là làm bạn bè là không nhắn tin, tại con á là cứ thích anh này là nhắn tin nhiều, nhưng mà anh này là cứ nói là bận việc đi làm không nhắn được, biện lý do, nhưng mà thì ra là nhắn cho bạn kia được. Thì sau đó 3 ngày đó thì con không có nhắn nữa, tại vì con đã xác định là không quen nữa, nên con cũng không có đợi tin nhắn của ảnh nữa. Rồi 3 ngày không nhắn gì hết thì ảnh mới nói con, bữa giờ làm bạn với anh có vui không. Thì đâu có vui xíu nào, cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau, mới nói ra là vì sao anh lại như vậy, là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi nó sẽ khác với hồi mình đi học, nó sẽ có áp lực của công việc, chứ không phải là lúc nào anh cũng có thể cầm điện thoại để nhắn tin cho em, hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm, còn anh cũng rút kinh nghiệm là anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Rồi hai đứa quay lại thì từ đó là anh cũng không nhắn tin với bạn đó nữa. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Đúng đó. Đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà phải chọn nhau, tại vì luôn luôn trên bờ vực đúng rồi. Người ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Một trong hai, đúng không? Hiểu không? Đó. Chọn sai là phải chịu thôi. Đúng rồi. Chưa? Ủa nhưng mà lúc may đó là hai chọn đúng hạnh phúc. Chọn đúng hạnh phúc. Có nghĩa là lúc đó là mọi đứa là có nghĩa là con đang ở nhà, con nhắn tin cho cổ, cổ ở nhà cổ nhắn tin, đúng không? Dạ. Có nghĩa là hai đứa ở hai nhà khác nhau hay sao? Dạ đúng rồi. Tức là đến một lúc nào đó con biết không, thực sự á, cái chuyện mà mình nhắn tin á, quan tâm nhau á, thì mới đầu thì nó sẽ rất là thú vị, nó sẽ rất là đáng yêu, nhưng mà một khi một cái công việc hoặc là trong cuộc sống bắt đầu có những cái áp lực về công việc rồi á, thì đôi khi những cái đó nó sẽ tạo những cái mà phải nói là áp lực hơn công việc nữa. Thực sự vừa lo việc vừa nhắn tờ trả lời. Đúng rồi, cái đó là mình phải tinh ý cái việc đó. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái chuyện là mình cứ phải, mình không có được tự do. Mình không có được tự do để làm một cái điều gì cả. Tưởng tượng một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện khác. Đúng rồi. Đó, anh vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, nhiều khi nó bị mệt mỏi á con. Rồi. Nó nghe này, cho nên là sau đợt đó chắc là bớt nhắn tin lại, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó lúc đó là cảm nhận của con sao? Lúc con ngồi nói chuyện đó. Thì nói chung là cái lúc đó thì con, cái lúc mà chia tay 3 ngày đó thì thực sự thì mình nhắn tin với bạn bè thôi, chứ trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì đâu, nó rất là khó chịu. Nhưng mà tại vì vợ cứ giận những cái chuyện mà con không biết là cái chuyện gì mà cứ giận. Nhưng mà hai cái từ thương hại đó là như thế nào? Thì lúc đó con cũng không có suy nghĩ kỹ, chỉ nhắn cho vui vậy thôi. Nhắn cho cái cô kia à? Không phải cô là kiểu bạn, giống như là một người bạn mới rồi mình tâm sự. Đã nói em gái mưa mà mưa hơi lớn chút xíu. Cũng may mà tạnh được, tức là tạnh đúng thời điểm. Đúng không? Có 3 ngày thôi chị. 3 ngày là hết nước rồi, 3 ngày là mưa hết nước rồi. Rồi thôi bây giờ mưa thuận gió hòa rồi, đúng không? Dạ. Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi, trai bé trai đúng không? Dạ đúng rồi. Đó rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó, lật sang trang nè. Dạ, khi mà lấy nhau xong rồi về, coi như là trong tình yêu là chia tay có 3 ngày thôi. Là dài nhất. Đó, rồi không có gì gọi là sóng gió nữa hết. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ về nhà thì bắt đầu mới có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện. Có không? Có là góp ý để nha. Có là góp ý để đối phương đúng sửa rồi nha. Phải, đây là cơ hội để chúng ta nói về cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của mình về người bạn đời của mình. Nó sẽ là bằng chứng trước tòa sau này là hai đứa mà có chối á, nó đây bật lại cái tua lại cái đoạn này. Đó. Anh nhớ bữa đó anh hứa không? Anh hứa anh bỏ không? Đó ví dụ. Anh ấy có những điều gì chưa vừa lòng, những điều gì cần phải khắc phục, mà nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Cho nên là con cũng hiểu được về anh cũng khá nhiều. Thì tới lúc cưới á là con bị vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược, nghĩa là lúc quen á thì anh cũng không có được chu đáo, không có được tốt bằng như là sau khi cưới. Dạ,
sau con khi nhín lại chút lòng tốt. Chà, chuẩn bị nó nhín nó, lại một chút coi chừng nó khui những cái tính tốt đó nghe. Thì đó bây giờ bác chuẩn bị lạc đề rồi đó. Ừ. Khui tính tốt là lạc đề đó nghe. Đây là giai đoạn coi như đây là thời khắc để chúng ta khui tật xấu. Dạ nha. Nếu mà nhất định là khui tật xấu thì anh khui đi, anh khui trước đi. Ủa là sao? Dạ tại vì con thấy anh là cũng được 9,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25 0,025 cái kia là cái gì? Dạ 0,25 là để cố gắng để phát huy. Chứ còn con thấy anh gì là ok lắm rồi. Không tức là giờ con muốn anh thay đổi điều gì không? Con muốn anh là cứ như vậy thôi, cứ như vậy. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Là con thấy là đủ. Không cần thay đổi gì hết. Dạ đừng thay đổi vậy thôi. Và và hơn vậy nữa một xíu là được. Dạ. Đó là thay đổi bây giờ xíu đó con. Dạ, thay đổi cái gì? Rồi. Nhưng mà là thay đổi cái gì? Là ví dụ thương bây giờ thương vợ con là thương cao như đi. Thế này, cao như thế này thì giờ thương tiếc cao như thế này. Dạ. Đó. Ủa có để có mê game, có hút thuốc hay là có nhậu ngày trước là anh có chơi game nhưng mà sau khi cưới con thì anh cũng không chơi game nữa. Tức là bạn này bạn nó thay đổi ngược mà. Dạ, thành ra là vỡ mộng ngược. Ừ, vỡ mộng ngược thôi vậy là tốt rồi. Mình chặn liền không? Ừ, tốt rồi. Khui, tính tốt. Đúng rồi. Còn rồi con muốn vợ con thay đổi điều gì? Không, về trước mắt là không có tật xấu không? Cái thay đổi là cái tật xấu đó. À. Ừ, muốn dạ vợ sao? Con thay đổi điều gì? Dạ. Vợ có tật xấu là tối là đi ngủ là không có thường xuyên đánh răng đâu. Đánh răng nó hơi bị xấu. Thì phải giữ gìn vệ sinh. Đúng rồi, phải giữ gìn vệ sinh răng miệng. Phải chịu khó đánh răng thêm. Rồi, đó là thay đổi nè, rồi gì nữa? Rồi nói chung rồi cố gắng chịu khó ăn uống cho nó mập lên. Dạ đúng rồi. À. Tại vì con thì cũng cố gắng nấu cơm rồi cũng tắm bổ món này món này món kia nhưng mà vợ thì cũng lười ăn. Cho lười ăn đi. Cho nên mới vậy nè. Cho luôn đi. Dạ. Đó. Rồi. Chỉ mong vậy thôi. Với lại làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Dạ. Đó thì ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Lười ăn, đó, lười đánh răng. Đó và tham công tiếc việc. Lười đánh răng sau này nó sâu răng là mệt lắm nha con, đau răng là đuối lắm luôn. Rồi.